như người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh ở thuận xa vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phục thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán ra ý tôi tin hội thánh duy nhất. Thánh địa ân công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn, đó là ăn chay hăm mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho những anh chị em đói rách bần cùng, tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Nước hằng sống Đức Giêsu ban chính là mặc khải, là lời giáo huấn, là thánh thần của người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thứ nước quý báu ấy cho mọi thành phần trong hội thánh, để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa, để đền bù những tháng ngày bội nghĩa vong ân. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Hằng năm ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại những vùng đang có chiến tranh, đang gặp thiên tai, dù được cứu trợ khẩn cấp, vẫn có một số khá đông người bị chết vì đói khát, vì bệnh tật do phải uống nước bị ô nhiễm trầm trọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp hoạn nạn được giúp đỡ đầy đủ và kịp thời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse trải qua nhiều thử thách mà vẫn luôn trung tín. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân trong cơn đại dịch trên khắp thế giới đang bị thử thách và lung lay về đức tin, luôn biết chạy đến cùng Thánh Giuse để xin Ngài cầu thay nguyện giúp, hầu có thể vững vàng tin tưởng nơi Chúa và đứng vững trước mọi biến động hay đêm tối của cuộc đời. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Giuse là mẫu gương cho những người sống đời gia đình và là thánh quan thầy của giáo họ Tân Lập. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo họ Tân Lập luôn biết noi gương thánh nhân, sống luôn tín thác vào Chúa và trách nhiệm với nhau để cùng xây dựng họ đạo sống theo thánh ý trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Chúa cho phải đạo lòng con. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Chúa, thánh nhân lễ con dâng, nguyện Chúa.
em đây còn người nghỉ nơi của chúng tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, nhờ nhân của nơi này xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng con. Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải là, và xin ân cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa con. Khi người phụ nữ Samari cho nước uống, người đã ban cho bà đức tin, vì người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng: Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh điển. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cổ sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm được tên. Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và công sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thân phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến các tội tế Chúa là các bậc tiền nhân của họ giáo chúng con, và xin Chúa cũng trả công bội hậu cho quý ân nhân của họ giáo chúng con từ xưa đến nay. Và cầu nguyện cho tất cả những tôi tớ của Chúa là các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Đờ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giô-xe, bản trăm năm Đức Trinh Đờ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa kêu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhớ Chúa rộng lòng thương cô giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, cho nói với các tông đồ rằng thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng thương ngỡ vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, linh hồn con sẽ lành mạnh. Con chưa mở miệng biết nói người đã yêu con, khi bóng tối còn chiều kín dương gian người đã yêu con,
để hy sinh trọn đời cho con. Con chưa thi sâu bụi đời người đã thương con. Khi con quay trở về thống hối người đã yêu con. Đêm bóng mới dịu dàng quăng trên con người đã thương con. Nên thứ tha lầm lạc đời con. Con xin dâng trọn cuộc đời người đã yêu con, nên con xin từ biệt tăm tối người đã yêu con, nên con quyết tìm người dấu xa xôi người đã yêu con, nên con yêu người trọn tim con. Con chưa sinh ra chào đời người đã yêu con. Khi con chưa mở miệng biết nói người đã yêu con. Khi bóng tối còn trùng kín dương gian người đã yêu con. Nên hy sinh trọn đời cho con. Trọn cuộc đời người đã yêu con, nên con xin từ biệt tâm tôi người đã yêu con, nên con quyết tìm người dấu xa xôi người đã yêu con, nên con yêu người trọn tim con.
Lạy Chúa, cho chúng con khi còn ở dưới quê Việt Nam từ lâu được trân trọng, xin cho mỗi người chúng con biết thêm cả cuộc đời hiện tại, điều dưỡng những kỳ công tuyệt vời mà Đức Thánh Thể để vừa thực hiện nơi chúng con qua cầu xin nhờ Đức Thánh Thể cho chúng con. Con xin kính mời cha xứ và quý cha an toàn, xin mời cùng đoàn ngồi. Kính thưa cha xứ và quý cha họ giáo, là chúng con lai răng cổ đấy số tiền được 19.984.000. Và từ đây tôi xin giới thiệu ông chủ tịch hội đồng giáo họ lên có đôi lời để cảm tạ ơn cha xứ và quý cha và cộng đoàn xin kính mời ông. Vâng, trọng kính cha xứ, trọng kính quý cha đồng tế, kính thưa quý dì, quý hội đồng, mục vụ, quý chức thương hiệu, các ban ngành đoàn thể, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Theo lịch phục vụ của giáo hội ngày 19 tháng 3 hàng năm, giáo hội mừng lễ kính thánh Du Xe Bạn Trao Năm Đức Trinh Nữ Maria. Rất vinh dự cho giáo họ chúng con đã nhận ngày lễ kính thánh Du Xe làm quan thầy. Trọng kính quý cha, kính thưa quý cộng đoàn, hôm nay được phép của cha xứ với tình thương mà cha đã dành cho giáo họ chúng con được tổ chức mừng lễ kính thánh quan thầy vào chiều Chúa Nhật thứ ba mùa chay, và cộng đoàn giáo họ chúng con được đón cha xứ và quý cha về dân thánh lễ mừng kính thánh quan thầy trong ngày Chúa Nhật hôm nay. Thật là niềm vinh dự cho họ giáo chúng con, chiếc thánh lễ cha đã ban cho giáo họ chúng con được chầu Chúa Giêsu thánh thể và được các đoàn hội nhà xứ cũng như hai họ giáo và cộng đoàn xa gần về tham dự giờ chầu và hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con trong ngày lễ mừng kính thánh quan thầy hôm nay. Chúng con xin cảm tạ tri ân cha xứ và quý cha. Chúng con xin cảm ơn quý dì, quý hội đồng mục vụ và các đoàn hội giáo xứ giáo họ, ban kim nhạc giáo xứ và ban kim nhạc giáo họ Đông Quách cùng toàn thể cộng đoàn xa gần đã về tham dự các giờ chầu và hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ chúng con trong ngày lễ kính thánh quan thầy hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin Chúa Kitô và Mẹ Maria cùng thánh quan thầy Giuse hôm luôn ban hồng phúc cho quý cha an khang trường thọ, sống đời bình an, tiếp nối sứ vụ Chúa Kitô chăm lo phần lỗi chúng con. Chúng con xin đồng cảm tạ. Xin cha xứ và quý cha và toàn thể cộng đoàn chúng ta cũng cầu nguyện dâng lễ cầu nguyện cho họ giáo Tân Lập rồi. Giờ đây xin tất cả mọi người chúng ta chúc mừng họ giáo Tân Lập một tràng pháo tay chúc mừng nhé. Chùa cùng anh chị em xin nhân cho toàn năng là cha bà con và tất cả bác công lành cho anh chị em. Về xong chúc anh chị em đi bình an. Luôn dung thành
yêu mến nhau trọn đời. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh gia, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa con tin thác vào Chúa.